7 bí mật vô cùng ly kỳ và thú vị về các vị vua chúa thời Trung Hoa phong kiến. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúc TV. Trong các vị vua thời phong kiến thì các bạn từng biết tên những vị vua nào nổi tiếng thì hãy comment kể tên những vị vua đó xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Các bạn thân mến, vào thời phong kiến thì hoàng đế hay là vua thường được xem như là thiên tử ngồi ở vị trí cửu ngũ chí tôn. Đây là người có quyền cao nhất của một đất nước, được ăn ngon, mặc đẹp, quyền lực trên muôn vạn người, được toàn dân vô cùng kính trọng và bất cứ mỹ nhân nào cũng khát khao được lọt vào mắt xanh của nhà vua. Tuy nhiên thì làm vua có thật sự sung sướng như chúng ta vẫn tưởng hay không? Và cuộc sống của vua có những bí mật bất ngờ ra sao? Ngay bây giờ các bạn hãy cùng Kính Lúc TV tìm hiểu và khám phá nhé! Sự thật đầu tiên, giường ngủ của vua khá bé. Các bạn thân mến, chắc hẳn là xem phim cổ trang thì chúng ta đều thấy rằng hoàng đế có cả thiên hạ trong tay, có cung điện rộng lớn với cả hàng nghìn phi tần mỹ nữ. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng phòng ngủ của vua chúa lại chỉ vỏn vẹn có 10m². Thực tế thì long sàng, tức là giường ngủ của vua hay là hoàng đế ngày xưa, cũng không rộng hơn giường của thường dân là mấy. Khi mà hoàng đế ngủ thì sẽ buông hai lớp rèm sang hai bên. Vậy thì tại sao long sàng lại bé đến như vậy? Nguyên nhân bắt nguồn từ thuyết phong thủy của Trung Hoa cổ đại. Theo quan niệm của người xưa, nếu sống một mình không nên ở phòng rộng, bởi dương khí tích tụ, người trong phòng sẽ lấy sinh lực của mình làm ấm cho căn phòng. Vì vậy mà phòng càng lớn thì sẽ khiến cho cơ thể càng yếu ớt và năng lượng tự sinh sẽ bị tiêu hao khiến cho cơ thể suy nhược. Đó chính là nguyên nhân của mọi sự sai lầm. Không chỉ có vậy, người ta còn cho rằng phòng ngủ quá rộng sẽ ảnh hưởng đến đường con cái. Họ cho rằng mỗi phòng ngủ chỉ nên có diện tích từ khoảng 10 cho đến 20m². Ngủ trong phòng mà rộng hơn 20m² sẽ khiến cho cặp vợ chồng khó có con do tốn nhiều năng lượng cho căn phòng. Và các bạn cũng có thể hiểu đơn giản đó là như kiểu lắp điều hòa, mà phòng càng rộng thì mát thế nào được bằng một cái căn phòng nhỏ, đúng không nào? Bởi vậy mà vua chúa ngày xưa thì không hề ở trong những căn phòng hay là những chiếc giường to chà bá như là nhiều người vẫn nghĩ đâu nha. Tuy nhiên, đây chỉ là niềm tin trong dân gian, còn thực tế thì chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh điều này là sự thật. Nhưng mà theo mình thì cũng hợp lý ra phết đấy chứ. Và tiếp theo, chúng ta cùng khám phá một sự thật khá là thú vị đấy nha. Thứ hai, một ngày bình thường của hoàng đế như thế nào? Các bạn thừa biết rằng là hoàng đế cai quản cả một đất nước trong mọi lĩnh vực đúng không? Nhưng cụ thể thì cai quản như thế nào thì mình tin rằng đa số các bạn đều không hề biết. Làm vua thì có quyền cao chức trọng nhưng mà đôi khi cũng phải đi liền với trách nhiệm. Được biết, mỗi buổi sáng tinh mơ khi mà chúng ta vẫn còn đang ngủ trương rốn lên thì hoàng thượng đã phải dậy từ lúc 4 giờ sáng để thượng triều gặp mặt các quan lại và thái giám. Đây được gọi là nghi thức xuân tẩm. Sau đó, hoàng thượng lại quay trở về giường và nằm thêm một lúc nữa. Giờ ăn sáng của hoàng thượng được cố định vào lúc 7 giờ sáng. Ăn trưa và ăn tối thì thường là ngồi ăn một mình. Về thực đơn hàng ngày của vua do đội đầu bếp cung đình đảm nhiệm. Đây là một bộ phận làm việc vô cùng khắt khe khi họ phải tuyển chọn thực đơn sạch và chất lượng, đảm bảo cân bằng về mặt dinh dưỡng cho vua và long thể lúc nào cũng được khỏe mạnh. Nhìn chung là các vua chúa ngày xưa ăn uống khá là lành mạnh và heo thì chứ không phải lúc nào cũng thịt cá ngập răng như là trên phim đâu nha. Ăn kiểu đấy có mà béo quay béo nứt, gút với tiểu đường sớm thôi chứ. Đó là chế độ ăn uống, còn về công việc thì đó mới thực sự là nỗi ác mộng. Khi mà hàng ngày họ phải giải quyết hàng trăm tấu sớ từ các quan, từ việc đắp đê điều, an ninh cho tới việc soạn thảo luật, đối nội đối ngoại, giải quyết khiếu nại, vân vân, nói chung là không hề nhàn hạ gì hết. Và cho đến 8 giờ thì lúc đó là hoàng đế mới có cơ hội được rảnh rỗi thực sự. Nhưng vào cái thời mà không có Facebook hay là TikTok thì thú vui tiêu khiển duy nhất của vua lúc đó chỉ là làm thơ, nghe nhạc hay là vẽ tranh mà thôi. Thế nên là cũng chả sung sướng cái nỗi gì đâu. Các bạn thấy sao về việc mà nhà vua phải làm mỗi ngày? Và nếu các bạn được làm vua một ngày thì các bạn có sẵn sàng không nào? Comment sẵn sàng hoặc là chịu thôi để bày tỏ ý kiến cho mình biết nhé. Mà chưa hết đâu, ngay cả cái chuyện chi tiêu của vua cũng không phải thích là tùy ý sử dụng đâu nha. Thứ ba, ngân khố của hoàng đế. Các bạn ạ, vào thời phong kiến thì nơi cất chứa vô số những tài sản khổng lồ được ví như là núi vàng núi bạc của thiên hạ, có lẽ không đâu khác ngoài quốc khố của các vương triều bấy giờ. Nhiều người nghĩ rằng mọi tài sản trên thế gian này đều nằm trong quyền quản lý của thiên tử. Thế nhưng thực tế, tài sản trong quốc khố không phải là thứ mà nhà vua muốn tiêu là có thể tùy tiện lấy ra. Vào thời phong kiến thì ngân khố thực chất được dùng cho các việc quốc gia đại sự như là bổng lộc của các quan viên, lương thưởng của binh lính, cùng với đó là những việc như là cứu tế hay là đánh trận vân vân. Và đây cũng là lý do tại sao mà những vương triều cần tới mấy năm nghỉ ngơi sau mỗi trận đánh lớn, bởi trong khoảng thời gian này chính là lúc để họ bổ sung vào quốc khố, đợi tới khi tiền bạc sung túc mới có thể tiếp tục bắt tay vào những công cuộc khác. Và nội vụ là bên phủ phụ trách dùng quốc khố để quản lý toàn bộ chi tiêu của nội bộ hoàng cung và hoàng tộc. Cho nên, những tài sản thuộc quyền sở hữu riêng của hoàng đế có lẽ chỉ là những cổ vật hay là những thư họa mà thôi. Còn chi tiêu gì thì dường như là phải có lý do này, mục đích rõ ràng này, rồi thì phải thông qua sở nội vụ.
Kiểu như là kế toán bây giờ ấy thì mới được tiêu tiền đấy nha. Vậy mà bao lâu nay mình cứ nghĩ vua là giàu lắm cơ, tiêu gì cũng phải thông qua người khác thì nói làm gì nhỉ. Mà đấy là xương xương cái khổ của vua thôi nha, nhưng ngay cả cái chuyện ấy ấy của vua cũng không vui vẻ gì đâu. Thứ tư, chuyện thị tẩm của vua như thế nào? Các bạn ạ, đã là vua của một quốc gia thì bất cứ việc gì của vua cũng đều rất là quan trọng. Đặc biệt là việc thị tẩm để duy trì huyết thống hoàng gia cũng là một trong số đó. Giữa hàng ngàn cung tần mỹ nữ thì việc tuyển chọn nữ nhân hầu hạ cho vua cứ như là đánh bạc. Ai may mắn được chọn thì coi như là đổi đời, còn nếu số đen không được chọn thì nhịn thôi. Thế nhưng nói thật với các bạn, nghe đến cái thời gian thị tẩm thôi là mình thấy mất cả hứng rồi đấy. Và được biết, quá trình thị tẩm này thông thường thì chỉ kéo dài được nửa giờ, có nghĩa là chỉ có vỏn vẹn 30 phút thôi. Và khi mà đến giờ thì thái giám bên ngoài sẽ hô to lên để nhắc nhở. Hết thời gian mà hoàng đế vẫn muốn tiếp tục thì thái giám sẽ gia hạn cho thêm khoảng 2-3 phút. Tuy nhiên, thời hạn cao nhất là khoảng 3 lần thôi đấy nha. Quy định này được đề ra là để đảm bảo cho hoàng đế có đủ sức để ngày mai lên triều. Và như mình đã nói đấy, vua là phải thiết triều từ cái lúc gà nó còn mủ lăn quay chưa thèm gáy, thì không thể để cái chuyện thị tẩm làm vua mất quá nhiều sức mà mất buổi lên triều được. Nói chung là cái gì cũng phải có điểm dừng hợp lý. Mà còn một điều khó tin nữa là toàn bộ lịch trình phòng the của vua đều được kính sự phòng ghi chép rất cụ thể và tỉ mỉ, nghiêm ngặt, để mà sau này ai may mắn được mang long thai sẽ được đối chiếu với thời gian thị tẩm xem có khớp không thì mới được công nhận đấy nha. Nghe đến đây thì còn ai mạnh dạn mà muốn làm vua nữa thì giơ tay điểm danh ngay để mình biết xem bạn nào dũng cảm nhất nhá. Mà bấy lâu nay chắc là các bạn chỉ nghe tới vua là đàn ông thôi nhở. Vậy thì nếu mà phụ nữ xưng đế thì có khi nào xảy ra hay chưa? Các bạn hãy cùng theo dõi ngay phần tiếp theo nhé. Thứ 5, nữ hoàng đế duy nhất Trung Hoa. Các bạn thân mến, là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa, Võ Tắc Thiên được xem là một hiện tượng độc nhất, khó có người phụ nữ nào có thể làm được. Thông minh, tài giỏi, xinh đẹp, đồng thời lại vô cùng độc ác khét tiếng. Đó là những điều mà mọi người sẽ nghĩ khi nhắc tới người phụ nữ quyền lực này. Võ Tắc Thiên, sinh năm 625, mất năm 705, là hoàng hậu của vua Đường Thái Tông. Dù có nhiều đóng góp cho sự phát triển của vương triều hùng mạnh, song chính sự tàn nhẫn và thủ đoạn thâm độc của bà đã gây tranh cãi cho nhiều nhà nghiên cứu về sau. Được biết, để tranh giành quyền lực, bà không từ bất kỳ một việc tàn ác nào, từ việc hãm hại vu oan cho vương hoàng hậu để tranh giành quyền, cho đến cắt lưỡi hết những kẻ biết chuyện xấu của bà từng làm. Thậm chí sẵn sàng giết hại chính con ruột của mình để củng cố sức mạnh uy quyền. Cho đến năm 690, bà chính thức trở thành nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Hoa. Võ Tắc Thiên đã bộc lộ thói trăng hoa ngay từ khi trở thành hoàng đế. Tương truyền, bà có rất nhiều nhân tình, bao gồm cả anh em Trương Xương Tông và Trương Diệc Chi, Trầm Thái Y hay Phùng Tiểu Bảo. Nhưng họ chỉ được ở bên người tình đầy quyền lực này một thời gian ngắn, rồi bị sát hại theo cách rất dã man, bị cung nữ đánh chết rồi đem xác trộn với bùn hoặc vứt thẳng xuống hồ nhằm phi tang sự thật. Có thể nói, xét về việc triều chính, bà là người vô cùng mạnh mẽ, quyết đoán và có tài trị nước an dân. Nhưng quả thật, nhiều người xem Võ Tắc Thiên là điển hình của sự độc ác, lợi dụng quyền hành để hạ thủ người khác, giết người không ghê tay và đến cả con ruột cũng giết thì thật sự là hạn hán lời luôn. Các bạn thấy sao về nữ vương quyền đáng sợ này? Comment suy nghĩ của bạn cho mình biết nhé! Và các bạn ạ, trong lịch sử Trung Hoa thì cũng ghi nhận rất nhiều những vị vua vô cùng đa tình và đông con khủng khiếp luôn. Họ là ai nhỉ? Các bạn hãy cùng mình theo dõi phần tiếp theo. Thứ 6, vị vua nhiều vợ đông con, đa tình bậc nhất lịch sử Trung Hoa. Các bạn thân mến, mỗi vị vua thì đều có tam cung lục diện, vì thế mà họ có nhiều con nhiều cháu cũng là việc bình thường. Thế nhưng, có đến cả 100 người con thì quả là một con số hiếm. Và nói đến kỷ lục nhiều vợ đông con, đa tình bậc nhất trong lịch sử Trung Quốc, những ông vua sau đây sẽ khiến chúng ta tròn mắt thán phục. Đầu tiên là phải kể đến vua Cơ Xương, còn gọi là Chu Vũ Vương. Ông được cho là có tổng cộng 100 người con, trong đó có 99 người con ruột và 1 người con nuôi. Khiếp thôi, thế này mà họp gia đình thì thôi rồi. Và cũng không thể không nhắc tới vị vua phong lưu Đường Huyền Tông. Ông có tới 30 người con trai và 29 người con gái. Vua Đường Huyền Tông mặc dù không lập kỷ lục về đông con nhất, nhưng nói đến việc giết chính con đẻ của mình thì lại là số 1. Bất kỳ vị hoàng tử nào không làm vừa lòng ông đều bị đem đi chém đầu hết. Tiếp theo là vua Đường Huyền Tông cũng không kém phần long trọng khi mà có tới 14 người con trai và 21 người con gái, tổng cộng có 35 người con. Sau nhà Đường thì đến nhà Tống, cũng có một vị vua nổi tiếng đông con, đó là vua Tống Duy Tông. Ông có 65 người con tất cả, trong đó có 31 hoàng tử. Và nhắc đến đời Hán, chúng ta còn có thể kể đến một vị vua nữa trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, đó là Lưu Hoàng Thúc. Theo thống kê không chính thức thì ông có tới tận 120 hoàng tử. Ui dồi ôi, quá khủng khiếp luôn. Và các bạn ạ,
Chuyện con cái đè huề thì các vị vua có thể gọi là sánh ngang ngang nhau. Tuy nhiên, về mức độ đa tình trong lịch sử Trung Hoa thì ít ai bị kịp với Khang Hy hoàng đế. Thường thì các hoàng đế nhà Thanh sẽ có khoảng 10 phi tần, nhưng trong cuốn sách Khang Hy toàn truyện, các sử gia đã ghi lại rằng trong hậu cung của ông có tới 49 vị từ quý nhân trở lên, 67 người nhận sắc phong chính thức. Còn những người đã từng hầu hạ vua nhưng ở phân cấp thấp thì không dưới 200 người. Và tính về con cái thì ông có khoảng 55 người, như thế vẫn còn là ít đấy. Mà chưa hết, khi đã về già, Khang Hy còn liên tục triệu tập các mỹ nữ ở vùng Giang Nam vào cung hầu hạ. Và người ta vẫn thường nói, phong lưu đa tình thường gắn liền với những hôn quân như là trụ vương say mê đắt kỷ mà khiến cho nhà trụ sụp đổ. Nhưng điều này lại không đúng với vua Khang Hy, vì ông là một người vua cực kỳ tỉnh táo, cứng rắn, dù yêu thích nhưng mà không mê đắm trong sắc đẹp mà vẫn lo toan việc nước, việc dân. Đây chính là điểm khác biệt của Khang Hy khiến ông trở thành trong những vị vua vĩ đại bậc nhất trong triều đại phong kiến Trung Hoa. Và tiếp theo là một điều mình thấy khá nguy hiểm mà các vua chúa ngày xưa thường làm để bảo toàn quyền lực đấy. Thứ 7, hôn nhân cận huyết. Các bạn ạ, như chúng ta đã biết thì cung tần mỹ nữ trong cung có cả nghìn người, hoàng thượng thích chọn ai thì chả được, muốn đẻ bao nhiêu cũng được hết. Tuy nhiên thì không phải cứ sinh thái tử cho vua là có thể được làm hoàng hậu, bởi hoàng hậu là mẫu nhi thiên hạ, không thể lập bừa bãi được, nên nhiều triều đại phong kiến đã chọn cách hôn nhân cận huyết, tức là kết hôn với những người có chung huyết thống với nhau nhằm bảo toàn quyền lực, tránh lọt tay ra người ngoài. Cụ thể là hoàng thượng sẽ chọn kết hôn với những người em họ hoặc chị họ trong hoàng thất. Có những vị vua còn kết hôn với chính cô ruột của mình. Đây là tình trạng xảy ra không chỉ ở Việt Nam hay Trung Quốc mà còn lan rộng ra các nước như là Ai Cập, Vương quốc Anh, và điều này chính là điểm yếu chí mạng của bất kỳ vương triều nào. Như các bạn đã biết thì việc hôn nhân cận huyết sẽ khiến cho con cái của những vị vua này khi sinh ra có sức khỏe rất yếu ớt, kém phát triển, thậm chí là mang theo những dị tật. Thời đó thì khoa học chưa phát triển nên việc này cứ liên tục xảy ra mà không ai biết rõ nguyên nhân. Và một thế hệ yếu kém như vậy chắc chắn sẽ không thể giữ được quyền lực và sớm muộn gì cũng sẽ bị đoạt mất mà thôi. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu những sự thật vô cùng bất ngờ và thú vị xoay quanh cuộc sống của nhà vua. Bạn cảm thấy sự thật nào là bất ngờ nhất và bạn có mong muốn được trở thành vua hay không? Thì nhớ comment bày tỏ quan điểm và suy nghĩ của bạn cho mình biết nhé. Nếu thích video thì đừng quên cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.